Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Những chất vấn sau đăng quang với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đỗ Mỹ Linh bất ngờ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi có phần thể hiện khá nhạt nhòa trong suốt cuộc thi, khiến báo giới có nhiều chất vấn với ban tổ chức và ban giám khảo trong buổi họp báo đêm ngày 28 tháng 8 rạng sáng ngày 29 tháng 8. Chia sẻ của tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau phút đăng quang là: "Em thực sự bất ngờ. Lúc tham gia Hoa hậu Việt Nam, em chỉ nghĩ làm hết mình, hoàn thành các phần thi, không nghĩ mình sẽ đạt ngôi vị Hoa hậu. Em rất vui vì ban tổ chức và ban giám khảo đã trao cho mình trọng trách lớn này. Em không hứa làm thật tốt trách nhiệm của Hoa hậu, nhưng sẽ làm hết mình." Việc Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người, nên ngay tại buổi họp báo, ban tổ chức và ban giám khảo đã nhận được hầu hết các câu hỏi xung quanh việc chọn lựa Hoa hậu Việt Nam 2016. Do Đỗ Mỹ Linh từng là thí sinh lọt top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015, nên các ý kiến cho rằng năm nay Hoa hậu Việt Nam có tư duy mới hơn, chọn một thí sinh cũ của cuộc thi khác làm Hoa hậu. Trưởng ban tổ chức ông Lê Xuân Sơn cho rằng mỗi cuộc thi có tiêu chí khác nhau, vì vậy mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch mới cấp phép cho cả Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Do có những tiêu chí khác nhau nên kết quả dự thi của thí sinh ở hai cuộc thi là có thể khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa, không thí sinh nào dừng lại ở một thời điểm nhất định. Tất cả các em đều vận động tiến lên phía trước, ngoại hình, trí tuệ sẽ phù hợp với văn hóa, kinh nghiệm sống. Dựa trên quan điểm này, việc chọn thí sinh từng thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đăng quang Hoa hậu Việt Nam là không có gì khó hiểu. Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do tại sao chọn Đỗ Mỹ Linh làm Hoa hậu Việt Nam 2016, trong khi suốt cuộc thi cô ta tỏ ra khá nhạt nhòa và có nhiều đối thủ mạnh hơn cô, và ngay phút đăng quang, dư luận và cộng đồng mạng xã hội đã có những ý kiến trái chiều về chiến thắng này. Trưởng ban giám khảo ông Dương Trung Quốc cho biết: "Về mặt dư luận xã hội, chúng tôi hết sức tôn trọng, nhưng ban giám khảo phải làm việc độc lập. Tất cả các ý kiến của dư luận và báo chí chúng tôi lắng nghe, nhưng không bao giờ để bị chi phối. Chắc chắn nếu chúng tôi bị chi phối thì phải lộ hết kết quả ra ngoài rồi, mà dư luận thì không có định lượng nào để nói đa số hay thiểu số. Chúng tôi đã rất lắng nghe và mong sự đồng thuận, nhưng chúng tôi có ý kiến độc lập của mình và chúng tôi chịu trách nhiệm về kết quả này. Quan trọng là chúng tôi đã bám sát yêu cầu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Kết quả này dựa trên số phiếu tổng của các thành viên ban giám khảo. Chúng tôi có áp lực phải làm hết sức khách quan, hết trách nhiệm. Kết quả cuối cùng cứ để dư luận xã hội đánh giá." Đồng thời, ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức cũng cho biết: "Có những bạn mặn, đủ sức cạnh tranh Vương Niệm nhưng tại sao không có mặt ở đây? Là bởi ban tổ chức xem xét bất cứ thông tin nào nhận được, qua thẩm tra có kết quả làm cho một số bạn bị mất điểm trầm trọng. Tôi cũng xin nói luôn nhưng không công bố tên. Có một ứng viên được mạng xã hội và báo giới, kể cả ban giám khảo đánh giá rất cao, nhưng đã có phát ngôn dùng những ngôn từ không phù hợp với danh hiệu Hoa hậu, Á hậu của các bạn đang ngồi đây. Do đó chúng tôi thấy hợp lý cần phải đưa ra khỏi danh sách." Có khá nhiều sóng gió xảy ra với các tân Hoa hậu sau đêm đăng quang trong những mùa thi gần đây. Do đó phần thẩm định lý lịch thí sinh và đặc biệt là người sẽ được trao ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016 cần phải làm hết sức kỹ càng. Trước các câu hỏi của phóng viên về việc ban tổ chức và ban giám khảo đã thẩm định hồ sơ của tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kỹ chưa, có đảm bảo sau đêm chung kết sẽ không có scandal nào xảy ra với tân Hoa hậu Việt Nam 2016, trưởng ban tổ chức ông Lê Xuân Sơn cho biết: "Trong ban tổ chức có đơn vị của Bộ Công an tham gia, chúng tôi đã thẩm định, thẩm tra tất cả hồ sơ thông tin cá nhân có thể thẩm định, yên tâm mới thông tin đến ban giám khảo và có yên tâm mới xem xét trao danh hiệu. Nhưng không ai trên đời này có thể đảm bảo 100% về bất cứ vấn đề gì, hy vọng lựa chọn của chúng tôi là chính xác." Trưởng ban giám khảo ông Dương Trung Quốc lại chia sẻ rằng: "Nói vui, trong thành phần ban giám khảo không có thầy tướng, còn những nhân tố đáng quan tâm đến như học vấn, gia đình, hành xử trong quá khứ. Khi chấm, chúng tôi đã kết hợp chặt với ban tổ chức tiếp nhận thông tin một cách cầu thị nhưng vẫn giữ được sự độc lập trong quyết định cuối cùng. Hoa hậu quan trọng phải có cơ chế hỗ trợ đồng hành, tạo điều kiện cho Hoa hậu thực thi trách nhiệm, cam kết phát huy những mong muốn tốt đẹp trong xã hội để không chỉ tôn vinh Hoa hậu mà còn thông qua đó tôn vinh cả cuộc thi." Ngoài ra, trong buổi họp báo không có nhiều câu hỏi về cảm nghĩ, dự định của Hoa hậu hay hai Á hậu. Chủ yếu các câu hỏi xoay quanh vào các thắc mắc của báo giới và dư luận về kết quả
Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú, em gái Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2015, Ngô Trà My lại tiếp tục nhận được câu hỏi phải chăng cô đăng quang nhờ vào thế lực của gia đình. Khá bản lĩnh, Ngô Thanh Thanh Tú hỏi lại các phóng viên có thấy cô nhìn được không. Cô thẳng thắn cho biết, em tin với vẻ ngoài cùng thành tích học tập và những gì em đã thể hiện thì danh hiệu này là xứng đáng với em. Còn những tin đồn báo giới đặt ra rằng Thanh Tú giành được Á hậu 1 là nhờ mối quen biết và là nhà tài trợ của cuộc thi, cô cho biết, lần đầu tiên em nghe tin đồn này, chỉ xin phép chia sẻ là tin đồn này, chỉ xin phép chia sẻ đây là tin đồn, em xin cảm ơn câu hỏi. Đại diện ban tổ chức ông Lê Xuân Sơn khẳng định, tôi khẳng định không có một nhà tài trợ nào đặt vấn đề với chúng tôi về bất cứ thí sinh nào hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.